Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh quả xoài để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ dùng bút in để in cái quả xoài của mình ra. Ở đây thì mình đã có mẫu và bây giờ mình sẽ in. Mình sẽ đi vào giấy tiết luôn. Như vậy là mình đã xong quả xoài. Bây giờ thì mình sẽ dùng bút chì để khắc họa bức tranh quả xoài của mình. Mình sẽ lên cuốn. Mình sẽ thêm một chút in đậm vào cho những phần cuốn và những quả xoài của mình. Sẽ add thêm một chút chi tiết bóng cho quả xoài của mình. Sẽ viết những chì bóng này. Mình sẽ dùng tay để tẩy xóa những chi tiết chì thường này. Thank you.
Như vậy là bức tranh quả xoài của mình đã xong, mình đã khắc họa xong. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất